ngày 10 tháng 1, không khí lạnh tràn về miền Bắc. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An nhiều mây và có mưa. Điểm đáng chú ý, tuy lượng mưa không lớn, nhưng hình thế mưa kéo dài suốt cả ngày, gây ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh. Diễn biến gió mùa Đông Bắc trong những ngày tới được người dân quan tâm. Theo đại diện cơ quan khí tượng, không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu. Do tác động của không khí lạnh yếu cho nên là nhiệt độ ở khu Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng giảm không nhiều. Thấp nhất ở trên khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, trong đó có trung tâm thành phố Hà Nội, phổ biến trong khoảng 16 cho đến 18 độ. Trên các khu vực núi thì nhiệt độ giảm xuống còn 14 cho đến 16 độ, một số nơi thì giảm xuống dưới 12 độ. Thế còn cái nhiệt độ ở các khu Thanh Hóa và Nghệ An thì không giảm nhiều. Trời chuyển rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Trong những ngày tới thì do không khí lạnh bắt đầu suy yếu và lệch ra phía đông, cho nên từ thời điểm này trở đi thì nhiệt độ bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong những ngày tới. Ở miền Bắc, trong điều kiện thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, thường sinh hiện tượng nồm ẩm. Lo ngại mưa kéo dài khiến trời trở nồm là tâm lý của rất nhiều người. Theo nhận định của chúng tôi thì hiện tại trong những ngày vừa qua xuất hiện cái hiện tượng mưa và mưa nhỏ làm tầm nhìn giảm thấp. Tuy nhiên thì cái hiện tượng này là hiện tượng mưa nhỏ và cái độ ẩm không mang tính bão hòa. Do vậy thì cái hiện tượng nồm ẩm như đề cập ở trên là ít có khả năng xảy ra trong những thời gian tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong một tháng tới, nhiệt độ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C. Không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình, nhưng số ngày mưa ẩm khả năng sẽ nhiều hơn.